Thưa quý vị và các bạn, để chia sẻ với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong việc làm thế nào để cho dân chúng được giàu có, dư dật, phát triển kinh tế, dân bình yên tâm rèn luyện dài ngày. Làm thế nào để tất cả các vương hầu đều chia sẻ ruộng đất cho người nông nô. Các vị tướng sĩ như Trương Hán Siêu, Trình Dũ, Phạm Lãm, Nguyễn Thế Trực, Ngô Sĩ Thường, Trần Thị Hiến, Phạm Ngũ Lão đều lên tiếng đóng góp những lời tâm huyết của mình với Trần Quốc Tuấn. Người thì đề xuất phát hịch trong cả nước đến với muôn dân. Người thì đặt vấn đề làm thế nào để dân cùng lo việc nước. Người thì có ý kiến về sự tự do và sở hữu tài sản ruộng đất cho tất cả người dân. Những trường hợp đặc biệt được miễn giảm việc binh cần phải đưa vào Bộ Quốc triều Hình sự những điều thay đổi. Có vị còn đề xuất phải đảm bảo sự công bằng, sự yên ổn và giữ nghiêm pháp luật, quân cần tinh chứ không cần nhiều. Cần mở các hội thi để tìm kiếm người tài trong cả nước về tất cả các bộ môn giúp cho việc quân. Trần Quốc Tuấn rất cảm kích về nghĩa khí các vị mưu sĩ và gia thần. Họ đã cùng ông lo việc nước trước nguy cơ xâm lăng của giặc. Ông đã ghi gần kín những lời bàn tâm huyết đó vào cuốn Mưu Thuật của mình. Và ông thấy bắt đầu phải có sự làm gương của chính mình từ phủ ấp An Sinh, phủ Hưng Đạo. Đó là nội dung chính với phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Sải thung đeo hổ phù, đi lại ngưng ngang khắp đất Thăng Long như đi vào chỗ không người. Hổ phù, biểu tượng do nhà Nguyên đặt ra cho sứ thần của họ, được miễn trừ các quy chế của nước chủ nhà. Họ coi mình như một tên thống sứ. Y hạch sách đánh đập, quát thét các quan tiếp sứ. Y đánh đập những người hầu hạ phục dịch, rất tàn nhẫn. Phố xá buôn bán, người qua kẻ lại tấp nập, y cứ phóng ngựa ào ào. Đã có mấy bà già nhà quê ra chợ mua sắm, bị ngựa của Sài Thung dẫm cho què cẳng. Từ quan đến dân khắp kinh thành, không một ai là không căm giận, không muốn moi gan, móc mắt cả đám sứ giả bạo ngược. Thăng Long đã từng tiếp nhận nhiều tên Dagorachi, đặt lỗ hoa xích người Mông Cổ, nhưng chưa có tên nào tàn bạo, vênh vang tự phụ như tên hán gian mặt hạng này. Nhiều người toan hạ độc thủ hắn, nhưng đích thân nhà vua đã hạ chiếu cho quan đại an phủ sứ của kinh sư phải phủ dụ cho dân chúng kinh kỳ hãy nén tâm chịu đựng, chớ có vì tức giận nhất thời mà làm hỏng đại cuộc. Kẻ kia hung hãn như vậy là bởi đằng sau nó có cả một đạo quân lớn đang hừng hực khí thế giao tranh, chỉ cần có một cớ nhỏ là chúng ào qua biên ải. Thật ra các hành vi của Sài Thung không phải chỉ là sự ỷ thế nước lớn làm càn, mà còn là hành vi đã được sắp đặt từ Yên Kinh. Cho nên triều đình quyết né tránh, để tên võ sĩ mù này đấm vào gió. Chưa giáng được đòn nào vào đối thủ, kể từ khi y đem mấy ngàn tên quân và bọn bù nhìn vào cõi ta tới nay, y càng lồng lộn. Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã nhắc bảo quan gia và cả triều đình rất kỹ rằng võ sĩ thượng thừa là võ sĩ tránh đòn giỏi, chứ không phải loại võ biền cứ tới tấp ra đòn múa may quay cuồng như một con bọ gậy, vừa phí sức vừa gây cười cho đối phương. Sang Đại Việt lần này, Sải Thung ngỡ mọi việc sẽ trôi chảy như Hốt Tất Liệt đã sắp đặt ở Yên Kinh, và chính y cũng ham hở muốn nắm giữ cái thực quyền của chức An Nam Phó Đô Nguyên Soái. Y cũng đã có kế sách để đẩy đi hoặc trừ khử tên tướng Mông Cổ Bột Nhan Thiết Mộc Nhi ngu ngốc, đã được cử làm An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Soái. Y tựa biết Giao Chỉ là đất giàu có nhưng xa xôi, địa bàn hiểm trở, khí hậu thì lam chướng, không hợp với người phương Bắc. Cho nên bàn tay của thiên tử từ Đại Đô với tới là hụt hẫng. Nếu y được làm Sứ Đô Nguyên Soái, tức là làm vua ở một phương, sự giàu có, thú hưởng nhàn ở đây có kém gì ở Yên Kinh? Các chúa Giao Chỉ từ xưa đến nay dám chống lại các hoàng đế Trung Nguyên cũng chỉ dựa vào trùng dương cách trở, rừng núi âm u, ma thiêng nước độc, nóng ẩm quanh năm. Nhiều lần cầm đầu sứ đoàn nhà Nguyên qua lại giao thiệp với Thăng Long, Sải Thung đã ngắm kỹ địa thế xứ này. Quả là An Nam tú khí, đây là một vùng địa linh nhân kiệt, khen cho quốc sư Vạn Hạnh đã giúp Lý Công Uẩn dựng nghiệp tại đây. Quả là Vạn Hạnh có con mắt nhìn suốt tám cõi.
và Sài Thung còn nghiệm thấy một điều, dường như lòng trời tự đám quân Nam. Cho nên xưa, Cao Biển đã từng yểm đảo Triệt Linh, nhưng đất vẫn cứ kết phát. Và ta xem tinh tưởng, Sài Thung tự nhủ, anh hùng hào kiệt còn quy tụ tại đây nhiều lắm. Chính vì vậy, Sài Thung ao ước, nếu như y là chủ đất này, y cũng xưng đế. Tiến lên phía Bắc, có thể cự được nguyên triều, nuôi về phương Nam, mở rộng đất đai bờ cõi không giới hạn. Nhưng Sài Thung đang đứng trước một tình thế khó xử. Y không biết ăn nói như thế nào với Hốt Tất Liệt, một con người tính nóng như lửa. Và trong cuộc đời, ông ta không chấp nhận bất cứ một kẻ thuộc hạ nào dám nói với ông ta, việc này, việc nọ không làm được, thành này, thành kia không hạ được. Ông ta chỉ chịu thua có trời. Ấy là lần đại đội binh thuyền của ông vượt biển Đông nhằm đất nước Phù Tang trực chỉ, bị bão lốc nhấn chìm. Việc chinh Đông tạm dừng, song không vì thế đất ấy lại được phép nằm ngoài vòng cương tỏa của ông. Rõ ràng là Sài Thung đang ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Y có thể đi bất cứ nơi nào trong đất Đại Việt và kinh thành Thăng Long, không ai động đến một sợi tóc của y. Nhưng y vẫn cứ như một kẻ mù lòa. Những tên tay sai phái sang từ mấy chục năm nay đều bị triệt hạ. Những tên mới sang thì như một lũ ngớ ngẩn. Tin tức nội tình của triều Trần không thâu tóm được điều gì đáng giá. Quân lương của họ ra sao, bố trí binh lực thế nào đều không biết rõ. Các tướng súy của họ nắm trong tay bao nhiêu binh sĩ cũng không biết. Họ sở trường về đánh bộ, đánh thủy thế nào cũng chưa tường. Nếu các việc này chưa nắm được rõ ràng, lúc đại quân kéo sang thì khai triển thế nào? Vì vậy, Sài Thung đang tính một nước cờ liều, tức là phải tìm nội ứng trong số các quan lại tướng súy triều Trần. Dạo trước, y đã ý tứ ướm gạn với viên tướng quốc thái úy Trần Quang Khải, nhưng việc không thành. Nay lại dẫn thêm một bước nữa, đó là một việc làm táo bạo, được ăn cả, ngã cũng không mất gì. Sài Thung nghĩ vậy, chính vì thế y mới mạnh dạn gửi tới triều quốc vương Trần Ích Tắc một cánh thiếp và một chút quả mọn, bức tranh lụa. Y thừa biết một con người phú quý vinh hoa tột đỉnh, tài năng siêu quần như Trần Ích Tắc dễ gì mua chuộc và lung lạc được. Song y vẫn cứ muốn thử xem, vì mỗi con người dù là vĩ nhân vẫn có điểm yếu. Cái chính là tìm cho ra điểm yếu ấy nó ẩn tàng ở đâu. Như Gia Cát tiên sinh tìm thấy nơi sau gáy Ngụy Diên một cái vầy. Ngụy Diên là một tướng khỏe vô địch, đối phương khó gần. Ngụy Diên về hàng, Lưu Bị thấy người có tướng phản phúc đã toàn giết đi. Gia Cát Lượng tiếc y có sức khỏe nên để dùng tạm. Nhưng biết thế nào y cũng làm phản, lại biết sau gáy y có một đốt xương phản cốt. Nếu y gân cổ hét to thì đốt xương ấy dương lên như một cái vây cá. Quả nhiên khi Gia Cát chết, y làm phản. Gia Cát đã để mẹo lại trong túi gấm cho Dương Nghi và Mã Đại. Khi Nghi thách hét, y vừa há mồm ra hét thì ở phía sau Mã Đại đưa gươm lên hất cổ y. Nhận được thiếp phúc đáp của Chiêu Quốc Vương, Sài Thung mừng lắm. Y gọi mấy tên thuộc hạ sẽ cho theo hầu, dặn dò cẩn thận, lại sai soạn sửa lễ biếu, quà cáp, rồi lên kiệu qua cửa Quảng Phúc đi ra phía tây kinh thành. Thăng Long đã vào hạ, các chùa chiền đêm ngày rộn rã tiếng chuông mõ kinh kệ. Các chùa lớn như Diên Hiệu, Sùng Khánh, Báo Ân đều mở hạ. Tăng ni nhiều chùa xung quanh vùng tấp nập về ngồi hạ. Khóa hạ năm nay đông vui hơn các năm trước nhiều. Tháng năm trời nóng như đổ lửa, ngồi trong kiệu lại có lọng che nắng hai bên, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng xuống cổ, xuống lưng áo. Tuy nóng lực nhưng trong lòng Sài Thung rất vui. Thỉnh thoảng lại được một làn gió mát từ mặt hồ Dương Đàm thổi hắt qua kiệu. Sài Thung cảm thấy khoan khoái. Kiệu Sài Thung đi được chừng non một dặm đường thì gặp kiệu của Chiêu Quốc Vương ra đón. Hai kiệu vừa gặp nhau, quân hầu đốt pháo cử nhạc thật là long trọng. Cả Sài Thung và Trần Ích Tắc đều xuống kiệu, đôi bên thi lễ hỏi thăm sức khỏe của nhau. Rồi Chiêu Quốc Vương mời Sài Thượng Thư lên chiếc kiệu riêng, ông đem đi đón. Đó là một chiếc kiệu bốn đòn khiêng, sơn then bóng đẹp, đại trạm phượng ở cả ba mặt và rèm the mắt rượi. Kiệu vừa xuống ở đầu dinh
đã có một đội tinh binh nai lịt gọn gàng, kiếm tuốt trần chào đón sứ giả. Lại có cả nhã nhạc nổi lên nhịp với bước đi của chủ khách từ cổng tới nhà tiếp tân. Sài Thung để ý thấy ngôi nhà được xây trên một soi đất cao ráo, phải leo 9 bậc thềm mới tới nền nhà. Qua 2 lần cửa bức bàn, tới lần cửa võng mới vào đại sảnh. Vừa đặt chân vào nhà, Sài Thung thấy mát lạnh, ướn cả sống lưng và một mùi hương xạ ùa ra thơm phức. Sài Thung được mời ngồi vào một trong 2 chiếc thái sư ỷ. Ghế thái sư ngồi. Những người theo hầu Sài Thung ngồi vào những chiếc ghế hoặc đôn kê sen kẽ. Giữa đại sảnh đặt một chiếc đỉnh đồng hun đen nhánh cao hơn đầu người. Trên nóc đỉnh đúc hình một con sư tử to gần bằng con sư tử thật đang vờn quả cầu. Hai bên đỉnh là một cặp lộc bình sứ cao ngang ngược người đứng, có hoa văn vẽ các loại cây cỏ tiêu biểu cho 4 mùa trong năm. Đây là cặp lộc bình khá đẹp do một nhà buôn người Ba Tư biếu ông nhân dịp khánh thành nhà tân khách. Vì nó mới được sản xuất từ đầu đời Nam Tống, tính ra độ hơn 100 năm. Phần ngồi chủ khách xong, Sài Thung sai bày đồ biếu tặng cho chủ nhân. Ấy là một tập thơ Lý Bạch có bút tích của họ Lý, được đặt trong một chiếc hộp bằng vàng ròng, và một bức tranh lụa của họa sư Triệu Mạnh Phủ, cùng một số thuộc văn phòng tứ bảo như nghiên mực, mực thỏi, son, lụa tô châu để vẽ tranh. Bút viết, bút vẽ đủ cỡ, đủ kiểu. Quý hơn cả là một chiếc đỉnh bằng chân ngọc, có vân như vân khoai sọ, to bằng quả bưởi. Đây là vật báu của nước Tề từ thời chiến quốc lưu lạc trong dân gian. Có một nhà phú hào mua được đem biếu Sài Thung. Sài Thung hai tay nâng vật báu trao cho Trần Ích Tắc. Y nói, quý vật tầm quý nhân, ngài là dòng dõi vương giả và có đại phước, nên vật báu mới tìm về. Xin ngài lưu giữ và chứng cho tấm lòng thành của kẻ quê hèn này. Trần Ích Tắc xiết bao cảm động. Từ trước, Chiêu Quốc Vương vẫn quen nghĩ rằng người nước ngoài tới thăm ông là lẽ đương nhiên, vì trong nước này còn ai sang quý hơn ông, còn ai tài ba chắc Việt hơn ông. Họ tới thăm ông thường cốt để tỏ lòng sùng kính và thỏa ốc chiêm ngưỡng tò mò. Lần này quả thật ông không ngờ một vị sứ giả tài ba, một quan thượng thư của thiên triều thật lòng quý mến, trao cho ông những báu vật thế gian hy hữu. Về phần mình, ông cảm như những báu vật hiện ông đang được nắm giữ trong tay là ngoài tầm mong ước của ông. Sợ rằng ông chưa đủ tài đức để thụ hưởng. Ví như một tập 300 bài thơ của thánh thơ họ Lý đây lại có cả đôi dòng bút tích của ông nữa. Thật là một vật báu không thể liệt vào hạng thứ hai trong thế gian được. Rồi báu vật nước Tề. Nhân có vài món đồ quý Sài Thung mới tặng, Chiêu Quốc Vương mời khách cùng ghé thăm thi thư họa viện của ông. Đó là một ngôi nhà cao ráo nằm sau nhà tân khách độ 50 bước chân. Hai nhà cách nhau bằng một vườn hoa và chậu cảnh. Bước qua khu vườn cây cảnh, nhìn ngắm những đôn chậu và các loài cây, thế cây, Sài Thung ngầm đoán về tính tình và khát vọng của chủ nhân. Y gật gù tự nhủ, con người này quả là ghê gớm, quả là thâm trầm. Thi thư họa viện là một ngôi nhà 7 gian thoáng rộng, 5 gian dùng để chứa sách, cũng gọi là tàng thư. Sách được xếp ngay ngắn trong các kệ, gáy sách được nhất loạt quay ra ngoài, có đề tắt tên sách và ký hiệu các thư mục. Thông thường, sách ở đây được đóng bằng một loại bìa có vết xương ta, đen hoặc đỏ. Với những bộ sách quý còn được đóng gáy bằng đồng lá. Toàn bộ số sách trong thi thư họa viện này có độ trên 10.000 bản. Ghé vào khu vực tàng thư là để Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đặt cuốn thơ Lý Bạch mà viên chánh sứ nhà Nguyên vừa đưa tặng lên vị trí trang trọng nhất. Trần Ích Tắc khẽ đẩy vào tấm cửa ngách ngỏ then. Chủ khách bước vào khu vực trưng bày tranh tượng. Sải Thung giật mình trước hết là bức chân dung thiếu nữ. Bức tranh to bằng 1/4 chiếc chiếu trải giường, vẽ một thiếu nữ với vẻ mặt đầy cát nhưng trong sáng như một thiên thần. Nàng vận toàn đồ trắng, tóc mây đen nhức buông phủ trên bờ vai. Một chiếc đai đỏ thêu kim tuyến đôi chim phượng đang múa. Mắt phượng đính ngọc sáng lấp lánh cùng với vẻ sáng từ đôi mắt thiếu nữ tỏa ra.
thiếu nữ ngồi vững vàng trên mình con ngựa sắc tía, một tay thả lỏng dây cương, tay kia cầm ngọn roi xuôi chiều với đuôi ngựa. Ngang lưng nàng trễ một thanh trường kiếm, con ngựa đi nước kiệu. Từ thiếu nữ và cả con ngựa toát lên một sức mạnh bí ẩn nội tâm và một vẻ yên bình thần thánh. Gương mặt thiếu nữ vừa toát ra vẻ thông minh hóm hình như đang thầm chế giễu ai điều gì, lại vừa tinh nghịch như là nàng bất chợt ra roi phi nước đại, khiến cho cả con vật lẫn ai chiêm ngưỡng nàng đều bất ngờ. Và đằng sau đám bụi cuốn lên từ vó ngựa là chuỗi cười giòn khanh khách. Bức tranh như có một ma lực hút chặt cặp mắt Sài Thung vào đó, khiến y không còn nhìn thấy bức sơn thủy họa của Tống Huy Tông treo bên cạnh mà y mới đưa tặng cho Trần Tích Tắc được ít ngày. Sau vài giây định thần, Sải Thương như có ý ngượng, bèn khen: đẹp quá, bức tranh đẹp quá, thần họa. Y lại nói tiếp trước khi ngồi vào ghế: chẳng hay đại nhân tìm ở đâu được bức họa tuyệt tác dương này. Triều quốc vương sung sướng tới mức như ông có thể bay lên trời được. Cái cảm giác siêu thoát tế phi mầu nhiệm của Như Lai Phật Tổ, chưa bao giờ ông cảm nhận một cách đầy đủ như lúc này. Khuôn mặt Trần Ích Đắc vốn đã rực sáng như lúc nào cũng phát hào quang, bỗng ửng đỏ. Trên bàn đã dọn sẵn một be rượu bồ đào của nước Thổ Phồn, do lão khách thương hồi hột biếu ông từ hơn chục năm trước, lại cặp chén phỉ thúy làm bằng một thứ đá ngọc luôn phát ra màu cầu vồng bảy sắc, được đặt trên chiếc đĩa sứ màu da cam, nòng như một chiếc đĩa lửa. Tự tay Trần Ích Tác rót rượu mời Sài Thung. Khách trân trọng nâng lấy chén rượu mà rằng: chừng nào đại quan chưa cho bỉ nhân được biết nguồn gốc bức họa kia, thì kẻ quê hèn này chưa dám động đến rượu quý của ngài. Lời nói vừa cao nhã, vừa tò mò khích lệ, khiến Triều Quốc Vương có phần hơi lúng túng. Hết nhìn vào bức họa, lại nhìn vào khách. Trần Ích Tác nói: bẩm đại nhân cứ gạn hỏi, làm cho kẻ quê mùa này thêm ngượng. Điều bất hạnh là bức họa kia lại do chính tay kẻ bất tài này vẽ. Và bỗng nhiên Chu Quốc Vương nhớ lại cách đây mấy hôm, khi ông ra cổng đón Trần Hưng Đạo, chợt nhìn thấy An Tư trong dáng điệu như thế này. Không hiểu sao, chỉ một thoáng thôi mà hình ảnh em gái út của ông ăn sâu vào trí não đến kỳ lạ vậy. Đúng là lúc ấy ông cũng có ý định vẽ một khuôn tranh, cho nên khi tiễn Quốc Tuấn ra về, ông giữ An Tư lại và căng lụa lên, rồi hai anh em ra vườn vẽ. Ông vẽ tới 2-3 bức nhưng không một bức nào hài lòng. Bữa ấy An Tư suýt khóc, bởi vì ông bắt công chúa phải diễn đi diễn lại mãi ở một tư thế. Lúc An Tư ra về, lòng buồn rười rượi vì cả 3 bức theo công chúa đều đẹp, nhưng ông cứ khăng khăng rằng hỏng. Theo ông, nó không ánh lên được cái thần của em, như lúc ta vừa chợt trông thấy em bước vào sân cùng Vương Huynh. Mãi 3 ngày sau, trong một giấc ngủ chưa chợt trờn, Triều Quốc Vương lại thấy lóe lên ở trong đầu cái thần thái của An Tư công chúa. Thế là ông nhỏm dậy, lấy bút lông giá vẽ mực tàu, và ông vẽ một mạch theo trí nhớ bức chân dung này. Ông đã cho người gọi An Tư công chúa sang xem và định bụng: nếu em ông thích, ông sẽ tặng. Tội nghiệp hôm ấy, con bé chỉ thích mấy cái tranh vô hồn. Thế nhưng em ông đã theo Vương Huynh ra vùng An Bang. Lại đến nửa Sải Thung sửng sốt, chén rượu bồ đào trên tay y run run sánh ra ngoài mấy giọt. Giọng y xúc động: núi Thái Sơn trước mặt mà ta không hề được biết, xin đại vương tha lỗi cho sự thất lễ của kẻ có mắt như đuôi này. Cạn chén mừng vương, mừng một họa sư, một thi bá đời nay. Nói rồi, Sải Thung nâng chén rượu lên nhấp, y nuốt từng giọt như để cho thứ rượu quý vô ngần kia thấm dần vào từng thớ thịt, thấm cả vào mọi nơi vi tế nhất của cảm giác con người. Một lát, y lại nói: đọc thơ biết được cái tâm của ngài. Ở Đại Đô, người ta ví ngài như Lý Đỗ đời Đường. Lý Bạch
701, 762, Đỗ Phủ, 712, 770, hai nhà thơ lớn đời Đường, Trung Quốc. Xem cây cảnh, biết được cái chí của ngài, đúng là an nam tú khí mới sinh ra được bậc kỳ tài như vương. Tự ngắt lời, hết ngắm bức tranh vẽ, lại nhìn Trần Ích Tắc. Sài Thông tiếp, người như ngài, ngay cả đến bên Đại Nguyên cũng không dễ gì có được. Chủ khách cứ tâng bốc nhau hết lời. Bức tranh quả có đẹp thật, người vẽ như lột tả được cả thần thái của nhân vật. Nhưng có đẹp tới mức như Sài Thông suýt xoa khen ví, thì chính Trần Ích Tắc cũng nghi ngờ. Nhìn ngắm mãi, hết xa lại đến gần. Lúc này, Sài Thông mới chú ý đến dòng lạc khoản. Y giật mình, hóa ra đại nhân mới hoàn thành bức họa này được bao hôm nay? Dạ bẩm đại quan đúng như vậy. Dám xin đại nhân tha lỗi, ngài vẽ nó trong bao lâu? Dạ, tôi vẽ 15 năm, không hơn không kém. Đã đến lượt Sài Thông kinh ngạc, y nhắc lại, 15 năm trời để vẽ một bức tranh. Bẩm đại nhân, đấy là em gái út tôi, công chúa An Tư. Ở công chúa, tôi có một tình thương và có một nỗi cảm thông đặc biệt. Em tôi vào đời có một tiếng khóc chào, dù người bảo mẫu có phát vào mông tới 3 lần. Lớn lên, công chúa quả là một đứa trẻ có nghị lực. Thật tình tôi thương, có nhẽ vì sự lận đận trong cuộc đời mai hậu của An Tư. Vì tôi cảm mến em tôi từ lúc mới sinh. Tới nay An Tư đã tròn 15 tuổi, tôi mới bắt nổi cái thần của nó. Thế chẳng đà tôi làm việc suốt 15 năm sao? Sài Thung gật gù. Một điều lạ với Chiêu Quốc Vương là vị sứ giả này cứ nhìn như muốn nuốt lấy bức tranh. Ông linh cảm như có sự chẳng lành, bèn đứng dậy nói. Đại quan quá bộ dáng gót tới tệ phủ, tôi vốn không tự lượng sức, dám khô khoáng cả ngọn bút lông. Tưởng treo chơi vài ba bữa rồi tặng công chúa để làm chút quà lưu niệm. Ai dè lại làm nghịch mắt đại quan. Tôi thật đáng trách. Nhân đại quan mới cho bức tranh của một đại sư mà tôi chỉ được nghe danh chứ chưa được coi họa phẩm. Vừa nói ông vừa đứng dậy cuộn bức chân dung An Tư lại và mở bức Sơn Thủy Họa của Triệu Mạnh Phủ treo thế vào đó. Điều ấy không làm Sài Thông phật lòng, trái lại y còn xăm xăm đứng dậy cùng ngắm nghía với Chiêu Quốc Vương. Bức tranh có một sắp xếp rất lạ, lớp lớp từng dãy viễn sơn hùng vĩ như cắm sâu vào lòng đất và chọc thẳng lên trời, lô xô những ngọn nhọn với không biết bao nhiêu là kẽ nứt nơi sườn đá. Tưởng như đó là những dòng thác đang gieo nước xuống vực sâu, và ta nghe rõ cả tiếng gầm gào bảng lạng trên các chòm cao một màu trắng mờ ảo như mây, như tuyết. Và cận cảnh là một ngã ba mênh mông nước, hai nhánh sông chảy về phía núi xa, lấp lánh sau những cây cỏ vất vơ bên bờ nước, là bóng mấy chiếc lâu thuyền đang lãng đãng đi ra phía cửa sông, và một bầy hạc sải cánh bay tạt ngang sườn núi. Sau một phút trầm ngâm, Chiêu Quốc Vương lên tiếng. Ông nói như nói với chính mình. Mọi vật đều như hiện ra trong mộng vậy, vừa huyền bí, vừa quyến rũ xiết bao. Tôi thích những khoảng không bao la, nơi không có ngọn bút lông nào đặt tới. Dường như đó là những biểu hiện tư tưởng chắc việt của họa sư về triết lý nhân sinh và vũ trụ. Sài Thung gật gù tán thưởng. Tôi chưa từng thấy một người nào có óc thẩm mỹ cao như đại nhân. Quả là đại nhân có một nhãn quan thấu thị. Triệu Mạnh Phủ, hiệu Tử Ngang của chúng tôi, hiện nay được liệt vào loại đệ nhất danh họa. Dạ, Triệu họa sư còn trẻ lắm. Ông sinh năm Giáp Dần, năm thứ hai đời Tống Bảo Hựu, 1254. Năm nay mới tuổi 28. Ông là con một gia đình quý tộc, dòng dõi Triệu Khương Dẫn. Đúng là cha nào có nấy, Chiêu Quốc Vương nói, mắt ông vẫn dán vào khuôn tranh. Ông lại hỏi, tôi nghe nói Triệu tiên sinh còn có sở trường vẽ ngựa. Thật đáng tiếc là đại nhân chưa được xem bức tranh Tả Đàn Ngựa Quá Giang của họ Triệu. Đúng là tiên sinh đã vẽ theo bút pháp của Hàn Cán, Lý Long Biên. Song tranh của tiên sinh lại làm lu mờ hết tiếng tăm của các bậc tiền bối. Thế còn bức kia, thưa đại quan? Chiêu Quốc Vương hỏi, và ông chỉ vào bức tranh Sơn Thủy Họa của Tống Huy Tông. Sài Thông mỉm cười đáp,
đó là một hoàng đế nghệ thuật của nhà Tống. Bản thân ông ta là một họa sĩ bậc thầy. Chính ông đã khai sinh cho thời đại mỹ thuật sáng lạn chưa từng thấy trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Suốt 25 năm trị vì, ông đã đưa nền hội họa Trung Quốc lên đỉnh cao chót vót. Bức sơn thủy họa này, Triệu Quốc Vương chỉ vào bức tranh của Tống Huy Tông, nói chứa đựng một ý tứ thâm trầm và một khát vọng bao la về cái đẹp, chứng tỏ ông là một nhà nghệ thuật hơn là một kẻ trị vì. Quả có như nhận định của đại nhân, Sải Thông đáp, và y chợt nhận ra cuộc thăm viếng đã xa đà và đàm đạo về hội họa. Y thầm phục sự am hiểu rộng rãi và sâu sắc về nhiều lĩnh vực văn hóa của Triều Quốc Vương. Quả là y có ngại nói ra những điều cần phải nói, nhưng y lại tự nhủ, ta là người của một đại quốc, ta là đại nhân, nhã nào hạ mình đi kết luận và tỏ lòng thán phục đối với con cái của một man vương. Nghĩ vậy, y tự thấy mình là một con người khác, quyền thế hơn, oai phong hơn. Sải Thung bèn lái câu chuyện sang hướng khác. Trở về chỗ ngồi, Sải Thung tự tay rót rượu bồ đào vào chén ngọc cho Triệu Quốc Vương. Y cũng tự rót cho mình, rồi tay nâng chén rượu, miệng nói: quả là ở An Nam, ta chưa gặp một người nào để ta trọng nể như ông. Ông mới xứng đáng làm quốc vương xứ này. Giả vờ mượn rượu, Sải Thung đưa đẩy một ý thăm dò hiểm độc. Y nhìn thẳng vào mặt Trần Ích Tắc, xem ông có tỏ lộ nét gì khả dĩ đáp ứng điều y đang tìm kiếm. Trần Ích Tắc bỗng tối sầm mặt lại, ông đóng nút bình rượu và nói: tôi thật có lỗi đã mời đại quan quá chén, để đại quan xúc phạm đến quốc vương tôi. Sải Thung vờ như không biết gì hơn, y nói thêm: ồ, quốc vương là cháu ông chứ ai. Tôi nói đây là nói đến tài năng đức độ của ông, xứng đáng ở ngôi quân trưởng, chứ tôi có chê gì quốc vương An Nam. Trần Ích Tắc bỗng sẵn giọng: nếu ông còn tiếp tục nói về quốc vương tôi với các lời lẽ bất kính, thời tôi xin phép được nói rằng cuộc tiếp kiến ông tới đây là chấm dứt. Sải Thung hiểu sự việc không thể đi xa hơn được nữa, y cười sằng sặc: tôi vẫn nghĩ đại nhân rộng lượng với người say, lỗi tại cái rượu bồ đào của đại nhân ngon quá. Trần Ích Tắc cũng hiểu tình thế không thể làm quá được với Sải Thung. Trở lại trò chuyện vui vẻ, Sải Thung nói: tôi sẵn có lòng mến đại nhân, do đó mến cả đất giao chỉ này, nhưng tình thế không thể nói trước được. Tôi sợ thiên tử tôi lần này sẽ không dung thứ nếu bên An Nam quân trưởng không chịu vào chầu, lại không cho con sang làm con tin và nộp lương giúp quân cho đại binh thiên triều đánh Chiêm Thành. Trần Ích Tắc tự thấy đây không phải là cuộc thương thuyết, và ông cũng không được triều đình giao cho thương nghị với sứ giả về việc này. Nhưng ông thấy không nên bỏ qua cơ hội. Ông nói: nếu thiên tử có thương nước chúng tôi, là trước hết đại quan có thương nước chúng tôi không đã. Nếu đại quan thương, chỉ tâu cho một lời, ắt thiên tử sẽ thi ân cho cái nước phên dậu nghèo yếu xa xôi này. Sải Thung cười hì hì: hay thật, ở nước các ông từ vua quan cho đến dân thường đều nói giống nhau. Ấy bởi bên thượng quốc từ xưa đến nay, thiên tử cũng chỉ nói với nước chúng tôi có mỗi một điều. Khi nào thiên tử nói khác, chúng tôi mới dám nói khác chứ. Sải Thung không những không trách về lối ăn nói phạm thượng của Triều Quốc Vương, mà y còn cảm thấy nét khôi hài, nhưng rất mẫn tuệ trong lời đáp của Trần Ích Tắc. Y nghĩ, quả là bên đại đô người ta chưa nói điều gì khác ngoài cái việc bức bách An Nam lệ thuộc. Thế thì sự trả lời của An Nam là xin cho không lệ thuộc, như miễn thuế, hoặc xin trì hoãn các việc một cách hết sức khôn ngoan. Nhìn thẳng vào mắt Triệu Quốc Vương, Sải Thung nói: tôi vẫn có lòng ngưỡng mộ đại nhân, sợ sau này hai nước có chuyện can qua, trong đám loạn quân không biết thế nào mà nói trước được. Đại nhân nên giữ cái tín bài này để dễ tìm nhau trong họa biến. Y vừa nói vừa móc túi lấy ra một vật nhỏ gói bọc kỹ càng trao cho Triệu Quốc Vương và dặn thêm: thiên tử vẫn có ý mến mộ ông lắm đấy. Trần Ích Tắc đỡ lấy với vẻ xúc động. Sải Thung lại nói: xin đại nhân ra ân cho tôi một việc. Trần Ích Tắc sửng sốt nhìn Sải Thung, y nói: đại nhân cho tôi bức họa chân dung công chúa An Tư, đó là bức chân dung đẹp nhất mà tôi được biết. Tôi chỉ muốn đem bức tranh này
về Đại Đô Yên Kinh để bắt mọi người phải thay đổi quan niệm rằng An Nam đã có danh họa. Một khi đại quan đã muốn vậy, tôi còn biết nói thế nào? Ông trao bức tranh vào tay Sải Thung và nói thêm, chỉ sợ nó không xứng với lòng mong muốn của đại quan. Và Trần Ích Tắc lo cho số phận em gái ông, điều mà từ lâu ông vẫn quan hoài về An Tư công chúa. Tự nhiên thấy nóng ruột, Trần Hưng Đạo đã cho Yết Kiêu về trước từ ba hôm. Những cái buổi ra giảng binh pháp cho các tướng ở điện giảng võ, lúc trở về gặp An Tư công chúa, rồi hai anh em cùng ghé thăm phủ Chiêu Quốc Vương. Tự nhiên ông lại thấy nóng nóng ở trong bụng. Thế là ông vội vã trở lại vương phủ. Và ngay chiều hôm ấy, ông xuôi về Vạn Kiếp. Thuận nước thuận gió, chiều hôm sau, ông đã về tới Thái Ấp An Sinh. Các gia tướng Yết Kiêu, Xã Tượng ra tận bến thuyền đón chủ tướng. Các vị môn khách như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Phạm Nãm, Trần Thị Kiến, Trình Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực là các danh sĩ, danh tướng đương thời đã quy tụ dưới trướng Trần Hưng Đạo, cũng chuẩn bị xong xuôi công việc, chỉ chờ ông về là đệ trình ông xem xét. Nghe các gia tướng gia thần và môn khách tâu bậy xong, Trần Hưng Đạo thấy không có gì sai khác như ông đã sắp đặt lúc ra đi. Vậy thì ông nóng ruột là bởi cái gì? Ông bèn hỏi, ngoài những việc các ngươi đã kể, trong Thái Ấp của ta có còn xảy ra chuyện gì nữa không? Giã Tượng bèn tơ, bẩm Đức Ông Hoàng Sáu có gửi từ Đà Giang về biếu phủ Hưng Đạo một đàn 5 con voi tơ để xung vào đội tượng binh của ta. Còn Đức Ông Hoàng thì hẹn sang bữa nửa tháng sẽ tới thăm ấp An Sinh. Ông Hoàng Sáu ám chỉ Trần Nhật Duật là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông. Hưng Đạo ả lên một tiếng và nói, đúng đúng rồi, thế là ứng với điểm ta nóng bụng. Hỏi han sức khỏe và công việc của từng người xong, Hưng Đạo nói, các ông hãy về nghỉ để ta đi thăm quân sĩ một lát. Rồi đêm nay xin các ông lại tụ hội tại đây để nghe ta nói lại các khoản mà sứ thần nhà Nguyên đòi hỏi cùng một số công việc khác, cấp bách lắm rồi, không gấp lên là không kịp. Thoạt tiền Hưng Đạo đi xem các đám dân binh luyện tập, chỗ kéo co, chỗ vật, chỗ chạy, chỗ bơi, lặn, lại có đám tập leo trèo cây cao, cây to, bám truyền trên các cành cây khẳng khiu, truyền từ cây này sang cây khác, rồi vác nặng, leo núi, buộc túi cát vào hai bắp chân, tập nhảy cao. Đến đâu, ông cũng úy lão quân sĩ. Ông đi rồi, họ tập luyện hăng hơn. Hết đám lính bộ binh, Hưng Đạo lại sang xem đội kỵ binh tập cưỡi ngựa, bắn cung vượt qua hào rộng, đầm lầy, núi cao. Qua đội kỵ binh của Phạm Ngũ Lão, ông ghé trại thủy binh của Yết Kiêu. Ở đây, quân chia làm nhiều tốt, tốt tập đánh tay vo cướp thuyền giặc đang lao nhanh, tốt tập lướt thuyền chặn giặc, tốt tập đánh sát lá cà, tốt lại tập bơi vo, lặn sâu, lặn xa. Cuối cùng, Hưng Đạo vòng về đội tượng binh của Giã Tượng. Ở đây cũng chia làm nhiều tốt, tốt luyện con voi non mới nhập trại của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vừa trao tặng, tốt rèn cho voi sông sáo vào các mục tiêu, các địa hình chắc trở như gai góc, cây leo, bụi cây, cây to cản đường, núi cao, nước sâu, lửa cháy. Cái giỏi của Giã Tượng là tạo được địa hình tập luyện như thật. Hưng Đạo thích thú đứng nhìn một đội ba thớt voi đi vào một nhánh đường hẹp, giữa có một cây to chắn lối. Thế là một con voi lùi xuống, hai con tiến lên, lấy thân đẩy qua đẩy lại, làm cho cây lung lay. Xong chúng quay đầu lại, dùng vòi nhổ bổng cây lên, ném qua chợ đường. Rồi ba con voi vừa gầm giống lên, vừa chạy ao ao như một trận bão lớn tràn qua, làm rung chuyển cả núi rừng. Lại một tốp ba thớt voi khác đang đứng trên đường tiến quân thì gặp một hồ nước rộng và sâu. Bờ hồ bên kia là quân giặc đang nhất loạt bắn tên sang như mưa. Lũ voi gầm lên dữ dội rồi ao xuống hồ nước bơi nhanh. Tới gần bờ, chúng dùng vòi phun nước tới tấp, làm cho cánh quân cung đỏ ngã nháo nhào như chuồn chuồn gặp bão. Lại một tốp khác do chính Giã Tượng điều hành. Tốp này đang dạy cho voi quen dạn với lửa, vì voi vốn nhát lửa. Phàm thành trì bốc cháy hoặc quân địch dùng hỏa công, voi thường bỏ chạy. Thấy Giã Tượng tận tụy với đội tượng binh và sáng chế ra nhiều cách đánh, Quốc Tuấn cảm động xuống ngựa. Ông bước tới vỗ vào vai Giã Tượng, nói, liệu có thành tựu không con?
ta có lời khen ngợi đội tượng binh. Giã Tượng với gương mặt biết ơn đối với sự săn sóc của chủ tướng, liền đáp: Bẩm đức ông, chắc là được, mấy con voi này hiện đã quen với màu lửa, nay cho chúng làm quen dần với lửa. Hưng Đạo thấy cạnh đống lửa cháy lom rom, ngọn lửa bập bùng khi nhỏ khi to, là mía xếp rải rác xung quanh đống lửa. Mấy con voi vừa đụng đỉnh nhai mía, vừa lơ đãng nhìn ngọn lửa. Lại nói, Giã Tượng xuất thân nghề rèn, tính người ôn thuận, trung hậu, sáng dạ và hay tìm tòi chế tác. Thêm có biệt tài tôi rèn sắt, nên các đồ binh khí qua tay Giã Tượng đúc rèn thường chấm gỗ đá, ngọt như chấm chuối. Là một gia nô tin cậy, được Hưng Đạo giao hẳn cho việc rèn binh khí trong quân. Tiếp đến khi quốc công lập đội tượng binh, đã giao cho nhiều quản tượng luyện voi chiến, chúng đều không theo. Giã Tượng xin làm thử, và làm được. Quốc công mừng lắm, liền cho Giã Tượng coi sóc đội tượng binh. Trên đường về, ông ghé thăm mấy ấp trại của đám nông phu. Ông ngó vào tận trong buồng, thấy nhà nào cũng đầy một lẫm thóc. Hỏi ra mấy năm nay dân đã đủ ăn, không còn lo đói nữa. Hình ảnh các quân sĩ đang ham mải luyện rèn và dân tình no đủ khiến ông thêm vững dạ. Nếu như mai đây quân Thất Đát có tràn vào xâm lấn bờ cõi, chắc là dân sẽ sát cánh cùng ông đứng lên gìn giữ mảnh non sông gấm vóc này. Tối đến tại nhà đại bái, đèn nến thắp sáng choang, các gia thần, gia tướng và môn khách đã tề tiểu. Trần Hưng Đạo mới từ ngoài nhà thư trai bước vào. Ông vận chiếc áo thụng tía, đầu quấn khăn vành dây bằng lượt màu xanh ngọc. Tóc ông lơ phơ bạc, ông có bộ râu năm tròn dài, rậm như râu quan công, và khuôn mặt vuông chữ điền, mắt to sáng, đôi tròng con ngươi sóng sánh như phát hảo quang. Cặp lông mày lưỡi mác rậm hơi xếch, mỗi bên đều có răm sợi dài vuốt cong lên. Toàn bộ con người ông, gương mặt ông và dáng đi đứng của ông toát lên một phong thái uy nghi, đường bệ. Ông có giọng nói ấm áp, cứng cỏi, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân, khiến như rớt vào tai người nghe. Không phải vì sự mê hoặc của ngôn từ, mà do uy lực của âm thanh quyến rũ. Chào hỏi mọi người, vân ngôi chủ khách xong, ông nói: Ta không sợ gì cha con Hốt Tất Liệt, nhưng không biết cảnh thanh bình mà chúng ta đang an hưởng đây còn kéo dài được bao lâu nữa. Nếu các ông ở Thăng Long lại phải tiếp giữ giặc như ta, thời các ông hoặc là phải chém đầu Sài Thung, hoặc là phải xôi máu vỡ tim mà chết. Sài Thung và tay chân của y đi lại nghênh ngang, từ nhà công sứ đến các nơi thờ phụng tôn nghiêm, hoặc nơi hội hè chợ búa, không còn biết kiêng nể gì. Nơi đông đúc thì chúng phóng ngựa chạy vào, nơi thưa vắng mà gặp ai thì roi ra chúng đánh đến vỡ đầu sứt mặt, nói năng chửi mắng thô bỉ. Từ nơi cung điện tới miếu đường, chúng đều không giữ lễ. Ngay ta đây, vừa nói Trần Hưng Đạo vừa bỏ khăn ra cho mọi người xem, dấu máu còn đọng két trên đầu do đứa quân hầu Sài Thung lấy mũi tên nhọn đâm vào. Trần Hưng Đạo ghìm nén một tiếng thở dài trong lồng ngực. Ông dừng lời nhìn khắp lượt các tướng văn, tướng võ và gia thần. Ông đọc được trên gương mặt họ lòng căm uất lũ giặc cậy thế ỷ quyền nước lớn, bắt nạt lân bang. Ông biết chỉ khi nào ông truyền được lòng căm giận lũ chó kia cho các chư tướng như lòng ông căm giận chúng, và các chư tướng lại truyền cho quân sĩ cũng được như vậy. Tới khi nào cả vua quan, tướng lĩnh, sĩ tốt và thứ dân trong cả nước đều một lòng phanh thây xé xác quân giặc, thì khi ấy ông mới dám nghĩ đến chuyện ra quân và thủ thắng cha con Hốt Tất Liệt. Biết các thủ hạ đang nóng lòng chờ ông nói tiếp, Trần Hưng Đạo lại chụp chiếc khăn lên đầu và thong dong nói: Con sói già Hốt Tất Liệt nằm trong hang ổ ở Yên Kinh đòi nước ta cái gì, xin chư vị hãy nghe đây. Hưng Đạo cúi xuống mở nắp chiếc cháp nhỏ, lấy ra một cuốn sách và đọc. Xong ông nói: Trước sau thì y vẫn đòi ta có 6 việc chính, triều đình đã cân nhắc kỹ lưỡng, nay chỉ cần nhận một trong 6 việc là nước không còn chủ quyền quốc gia nữa. Vả lại quân kia như loài hổ đói, ta nhận một chúng đòi 2, đòi 10. Quân trưởng và chầu ư, không được, phải chịu quân dịch, phải nộp tố thuế. Đó là bổn phận của các quận huyện trong cả nước, phải đóng góp cho triều đình. Lũ chó này ở xa ta hàng vạn dặm, dám hỗn xược, hư trương thanh thế, định biến ta thành nô lệ cho chúng,
chỉ bằng mấy lời dọa dẫm chăng? Các ông có biết Hố Tất Liệt còn dọa vua ta điều gì không? Ý nói rằng nếu cố ý kháng cự mệnh trẫm thì ngươi cứ bồi đắp thành trì, sắm sửa giáp binh, sẵn sàng mà đợi. Ngừng lời một lát, Quốc Tuấn nhìn khắp gương mặt các thuộc hạ của ông. Ông hiểu rằng họ đã ghét cái mà ông ghét. Ông đặt cho họ một câu hỏi: vậy chớ xin hỏi các ông, có phải lần này Hố Tất Liệt vẫn dọa ta chứ? Không khí im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng bấc đèn đổ lép bép và cả tiếng muỗi vo ve trong gió tối. Một lát sau, Phạm Ngũ Lão lên tiếng: bẩm đức ông, theo ngụ ý của tiểu tướng, lần này Hố Tất Liệt nói thật chứ không chỉ là việc đe xuông. Căn cứ vào đâu tướng quân cho những lời dọa dẫm kia là thật? Bẩm đức ông, đó là do thái độ hống hách trịch thượng, vô lễ của sứ giả. Y tìm đủ mọi cách khiêu khích để sao cho ta nổi đoá lên là bọn chúng có cớ cất quân sàng. Thái độ của Sài Thung như vậy có nghĩa là ở Yên Kinh người ta đã sẵn sàng. Xin đức ông, với uy đức của mình, làm thế nào cho triều đình gắng nín nhịn và phải lấy lòng Sài Thung, dù việc đó có phải nhẫn nhục tốn kém vẫn còn hơn là xảy ra binh hỏa trong khi lực ta chưa vững. Phạm Ngũ Lão vừa dứt lời, Nguyễn Thế Trực đã lên tiếng: bẩm đức ông, Phạm tướng quân nói rất đúng. Việc chiến hay hòa lúc này là tối quan trọng. Hòa với giặc có nghĩa là hàng chúng nó, là dâng nước cho quân Thát Đát một cách hèn nhát. Mà chiến trong lúc thế dân sức quân chưa sẵn sàng, tức là đánh một nước cờ liều, đem trứng chọi với đá, mất nước như chơi. Bởi thế, việc chọn lựa đường đi nước bước của ta là không có quyền được sai. Sai là mất hết, là không còn gì để làm lại nữa. Trước lời nói chân thực của hai vị tướng văn tướng võ, Trần Hưng Đạo vô cùng xúc động. Không những ông cảm thấy yên tâm mà còn sung sướng nữa. Bởi kẻ sĩ đã nghĩ suy điều mà cả quốc dân cùng đau khổ. Ông yên tâm bởi không những họ chỉ biết quan hoài đến tình thế mà còn biết cách thoát ra khỏi tình thế. Và ông vui sướng cũng bởi họ đã chia sẻ cùng ông nỗi lo cho cả dân tộc. Và vì thế họ rất xứng đáng là môn khách của ông. Lấy làm mãn nguyện, Trần Hưng Đạo đưa tay lên vuốt vuốt tròm râu tới 3 lần. Thong thả ông lại nói: thế giặc lần này không sơ sài như năm Đinh Tị 1257. Chúng đã bình định xong Trung Nguyên, cái đất nước mênh mông mà của cải và con người đều nhiều như các sa mạc ấy. Hố Tất Liệt có thể lấy cả 100.000 quân xéo nát bờ cõi giang san của ta, không phải là chuyện chúng không làm được, nhưng không phải việc gì chúng cũng làm được, không phải việc gì chúng muốn là làm được. Như việc tiến đánh Nhật Bản đã mấy lần đi mà không đến. Thế mà bên ta còn nhiều điều thật đáng lo ngại. Như bữa trước ta đã bàn với các ông xem có kế gì phá được cái oai hão, rằng quân Nguyên là một đội quân bất khả chiến bại, rằng dưới gầm trời này quân Nguyên là vô địch. Nỗi ám ảnh ấy không chỉ có ở những người nhát sợ trong dân chúng, mà nó còn có ở trong giới sĩ phu tướng lĩnh và cả một số đại thần. Lại nữa, điều này ta cho là trọng yếu nhất trong sự nghiệp hưng binh, tức là phải làm sao cho dân chúng chóng giàu. Chí ít là nhà nhà dư dật thì ai ai cũng sẽ chăm lo đến việc mở mang kinh tế. Nếu dân chúng giàu thì nước mới có cơ mạnh được. Theo đó, nhà nhà lại yên tâm cho chồng con xung vào quân tướng, đi luyện tập dài ngày. Như trước đây là thời bình, mỗi năm 2 lần sau mùa vụ, tới hạn kỳ đám nông phu đem tiền gạo của nhà đi ở lính để tập luyện hoặc làm các việc trong quân, hết hạn lại về làm ruộng. Nay xét tình tí gấp gáp, việc luyện quân đòi hỏi về giáo giết và dài ngày. Ngay khi họ đã thạo các việc trong quân rồi, lại phải dạy cho họ về binh pháp nữa. Bởi ta xem người lính khác với quân cờ. Nếu họ am hiểu, nhiều khi vắng tướng lĩnh, tự họ khắc xoay chuyển được tình thế. Ta vẫn nói, nếu các ông có kế sách làm được các điều ta mong mỏi, thì dù có phải chia nửa thái ấp của ta cho dân chúng và giải tỏa hết đám nông nô, ta cũng sẵn sàng. Việc này không chỉ riêng ta làm, mà các vương hậu khác cũng sẽ phải làm. Vì mất một phần gia sản còn hơn là mất nước. Một khi nước đã mất thì thân cũng chẳng còn, nói gì đến thái ấp và nô tỳ. Nào, bây giờ đến lượt ta nghe các ông. Các ông cứ mạnh dạn, dù điều các ông nói có hại cho ta, nhưng lợi cho nước thì các ông chớ có để hà.
lời nói của Trần Hưng Đạo như rất từ tủy xương, từ óc não ra, khiến các quan thuộc hạ đều cảm động. Đáp lời kêu gọi của ông, ít lâu nay các tướng đều lo đến việc tìm kế sách đánh giặc giữ nước. Tiếp lời ông, Trương Hán Siêu liền nói, đáp cái ơn chi ngộ của Đức ông, chúng thần đã bàn tới nát nước. Điều mà Đức ông hỏi, làm thế nào cho trên từ đấng quân trưởng tới các vương hầu, dưới đến các sĩ thứ và con dân trong nước, ai ai cũng căm ghét quân Nguyên tàn bạo và tin ở sức mạnh dám đánh, quyết đánh. Việc ấy không gì hơn là phải phát hịch bố cáo trong cả nước, nói rõ cho mọi người biết sức địch thế ta, nhất là đường lợi hại của lẽ tồn vong, sự liêm sỉ của mỗi con người và trách phận của họ trong lúc quốc gia hữu sự. Khi đã khơi được lòng tự tôn và tự trọng dân tộc trong mỗi con người, thì không còn kẻ thù nào là vô địch đối với họ nữa. Việc này xin Đức ông, nếu thấy là việc cần kíp, nên phải làm ngay. Vì nếu mọi người còn chưa tin vào sức mình, thì chưa thể bắt đầu khởi sự được. Trần Hưng Đạo gật đầu tán thưởng. Ông ghi lời nói của Trương Hán Siêu vào trong một cuốn sổ. Phía ngoài bìa cuốn sổ đó có hai chữ lớn, mưu thuật. Sau Trương Hán Siêu, Trình Dũ nói, nhờ chính sách thân dân, từ đời Tiên Đế đã lo cho dân được đủ ăn đủ mặc, nước thì đủ binh, cho nên cuộc xâm lấn của Thát Đát năm Đinh Tỵ đã bị đánh tan. Người dân trong nước ai cũng tin triều đình. Cho tới ngày nay, mọi sự đều tinh tiến cả. Tuy nhiên, như Đức ông nói, lực của kẻ thù lớn hơn xưa gấp bội, cho nên muốn thắng chúng, ta cũng phải có một nội lực khang cường hơn, tức là quân nhiều hơn, lương thảo khí giới nhiều hơn. Tất cả những điều ấy đều phải trông cậy vào dân. Nếu dân cùng lo với nỗi lo của quan quân, hẳn là ta không còn sợ kẻ kia cậy mạnh nữa. Nhưng làm thế nào để dân cùng lo mối lo của quan quân? Trình Dũ kết thúc thâm ý của mình bằng một câu hỏi lửng. Phạm Lãm tiếp luôn. Trình tiên sinh đặt câu hỏi, nhưng tiên sinh lại bỏ lửng. Thần dám chắc mọi điều giải tỏa nỗi quan hoài của Đức ông lại đều nằm trong câu hỏi đó. Chủ kiến của thần là, con người sinh ra có hai điều mong muốn nhất. Một là tự mình xoay xòa lấy cuộc đời mình, không phải lệ thuộc ai, không phải sống kiếp tôi đòi. Hay là phải có cái ăn cái mặc. Và muốn có cái ăn cái mặc, trước hết phải có ruộng đất. Thâu tóm lại, sở nguyện của con người từ thái cổ đến nay vẫn chỉ là tự do và tư hữu. Đại Việt ta từ khởi thủy đến nhà Lý, ruộng đất vẫn là của nhà nước, gọi là quốc điền. Bản triều ta vẫn noi theo các triều trước. Duy tới năm Giáp Dần 1254, Nguyên Phong thứ tư đời Tiên Đế mới ban hành chính sách bán ruộng công. Mỗi một diện là 5 quan. Diện bằng một mẫu, chưa khảo được kích thước mẫu thời đó tương đương bao nhiêu mét vuông bây giờ. Từ đấy, nhân dân mới có ruộng tư. Từ khi có tư điền, lúa ruộng tốt hẳn lên, mùa vụ thóc lúa nhiều hơn, dân chúng ai cũng muốn có mảnh ruộng và được làm ăn trên mảnh đất của mình. Nhưng không phải ai cũng có đủ tiền mua ruộng. Để trong dân, ai cũng có chút ít ruộng đất. Theo thiện ý của tiểu nhân, nhà nước nên xẻn bớt quốc điền để cấp cho những người không có ruộng, lại cho dân tự khẩn hoang đất rừng, đất bãi bồi ven sông và hạn chế phần chiếm hữu. Quá hạn giới phải nộp cho quốc điền phần nửa, nơi nào không có đất đai hoang hóa thì xẻn bớt một phần đất thái ấp của các vương hầu bán cho dân. Ai không có đủ tiền được trả dần trong một hạn định. Lại nữa, số nông nô, nô tỳ của nhà quan hiện chiếm hữu quá nhiều. Nếu như các dân ấy được giải tỏa mà lại có thêm ruộng đất nữa, thì thần đoán chắc chỉ trong vòng vài ba năm, nước ta không muốn sung túc dư thừa, lương thực và các sản vật chăn nuôi như trâu bò, gà lợn cũng không được. Và một khi người dân đã được hữu sản mà trong nước có họa xâm lăng, Đức ông và ngay cả nhà vua có muốn cản không cho họ nhập quân đánh giặc giữ nhà, giữ nước cũng không được. Bởi vì sự gắn bó của dân với nước là ở chỗ phần của họ có gì trong đó. Còn nếu như bẩm Đức ông, Phạm Lãm chợt giật mình vì ông ngại lời nói của ông có gì phạm thượng. Ông nhìn Hưng Đạo như có ý dò thăm. Biết ý Phạm Lãm, Hưng Đạo tươi cười rục. Tiên sinh cứ nói hết ý mình, đừng nên lựa ý chọn lời sao cho đẹp lòng ta.
nếu ta đẹp ý mà dân bất bình, để rồi nước rơi vào tay giặc, thì cả ta và các ông đều có tội với tiền nhân, có tội với dân nước nhiều lắm. Được lời an ủi, Phạm Lãm hồ hởi nói tiếp: Bẩm xin đức ông và các chư huynh tha lỗi cho. Ý thần muốn nói rằng, nếu người dân chỉ có mỗi cái quyền đi đánh giặc và để được chết, còn lợi thì thuộc hết thảy về nước và các quan trên, thì bẩm đức ông, nước không có nghĩa lý gì với họ cả. Và sự thể sẽ là họ trốn lính, trốn mọi phận sự. Dạ, ngụ ý trên đây là thần muốn đáp ứng lòng mong mỏi của đức ông, sao cho dân chóng giàu và người dân hết lòng với nước. Đương nhiên là phải có va chạm đến quyền của các vương hầu. Bởi lẽ ruộng đất chỉ có hạn, nay muốn quân phân cho dân chúng, nếu không sẻn bớt quốc điền và điền trang, thái ấp thì lấy đâu ra? Phạm Lãm ngừng lời. Trong thâm tâm, ông cũng lo lời nói thẳng của mình, nhất là lại đối với người mình hằng kính trọng. Phạm Lãm vừa dứt lời, Nguyễn Thế Trực đã đứng lên, ông nói: Chỉnh đức ông, nếu các việc như Phạm tiên sinh vừa nói được triều đình chấp thuận cả, thì lo gì ta không có binh nhiều, binh mạnh. Và theo ngụ ý của tiểu sinh, đức ông thử suy ngẫm xem ta có nên đặt thành lệ miễn việc quân cho những người còn cha mẹ già yếu, không nơi nương tựa, hoặc những người chủ gia đình, nếu thiếu họ, vợ con sẽ lâm cảnh khốn cùng. Lại nữa, các gia đình chỉ có một con trai cũng nên miễn việc quân cho họ, còn như cha mẹ mới mất thì được hoãn việc quân 6 tháng. Người nào đang ở trong quân, có cha mẹ mất cũng cho về nhà cư tang 6 tháng. Ngoài các điều tha giảm trên đây, kẻ nào vi phạm đều bị khép vào tội ngũ nghịch mà trị. Tiếp lời Nguyễn Thế Trực, Ngô Sĩ Thường tâu: Nếu những điều khải thị lũ thần vừa tâu như hạn nô, hạn điền, cấp đất mà được đức ông cùng hoàng thượng chuẩn cho, thì triều đình phải ban bố thành một chương luật mới, bổ túc thêm cho bộ quốc triều hình thư. Trần Thị Kiến rất lấy làm tâm đắc về cao ý của Ngô Sĩ Thường. Ông nói: Từ cổ đến nay, các học giả đã bàn nhiều về nhẽ trị loạn, nhưng đều không ngoài ý của Khổng Tử, tức là không lo ít, chỉ lo không công bằng, không lo nghèo, mà lo không yên ổn. Vậy muốn cho công bằng và yên ổn, thời chỉ có giữ nghiêm pháp luật. Muốn giữ nghiêm pháp luật, không gì bằng những người cầm cân nảy mực trong bộ máy quốc gia, không được đứng ra ngoài hoặc đứng trên pháp luật. Về việc này, trong thời Tiên Đế, Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ đã nêu một tấm gương rực sáng, không những cho đương thời mà còn cho muôn đời con cháu. Nghe những lời tâm huyết đầy nghĩa khí của đám mưu sĩ và gia thần, Trần Hưng Đạo rất lấy làm cảm kích. Đúng là nuôi tướng 3 năm dùng 1 giờ. Đúng là những người này cảm mến cái đức của ông, nên ông mới lưu giữ được họ ở lại Thái ấp. Trước sau, ông vẫn đãi họ như đãi những bậc thượng khách, và ông kính họ như kính các bậc quốc sĩ. Mặc dù tuổi họ còn ít, có người còn thua cả tuổi con ông như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu. Còn về đường tài năng, quả là họ chưa có gì hiển lộ, chưa có cơ hội để họ bộc lộ chân tài. Nay đất nhà bị bọn giặc ngoài dọa nạt xâm lăng, bao nhiêu điều uẩn khúc như một búi tơ vò rối, lòng còn đang ngổn ngang, chưa biết chuyển xoay thế nước ra sao, thì chính họ, những kẻ được người đời gọi là bạch diện thư sinh này, đã toan tính cùng ông. Trần Hưng Đạo đang mải biết nghĩ suy về những điều mà gia tướng gia thần của ông mách bảo, thì Phạm Ngũ Lão lại nói: Các bậc huynh trường đã bày tỏ với đức ông đến cạn nhẽ về các kế sách làm cho dân giàu đức mạnh. Thần tuy là một tướng trẻ bất tài, cũng xin trình đức ông một mẹo nhỏ. Đức ông thường dạy: Quân cần tinh chứ không cần nhiều. Nay quân cửa ta không nhiều mà cũng chưa tinh, vậy xin đức ông trước hết hãy mở hội thi võ trong vùng ấp An Sinh này. Hội mở từ các xóm thôn, cứ tinh tuyển dần lên tới xã tổng trấn lộ, thi đủ các môn vật võ, đao kiếm, côn quyền, bắn cung, bắn ná, thi bơi, thi lặn, lặn sâu, lặn lâu, lặn xa, thi mang vác nặng, thi đi nhanh chạy nhanh, thi đua thuyền, đua ngựa, cưỡi ngựa, bắn cung, rồi chim đưa thư, chó đưa tin, ai nuôi luyện được các loài cầm thú trên đều được trọng dụng. Cứ là dân biết đến đâu thì đến đấy, biết môn nào thì môn đấy. Trong khi dân gian thi thì các vương hầu cử người đi lựa tuyển nhân tài từ đấy mà ra. Nếu năm nay được một, sang năm ắt phải được 2-3 lần nhiều hơn. Xin đức ông hãy cứ thử một phen. Nói tới đây, Phạm Ngũ Lão ngừng lời. Trong cuốn sổ mưu thuật
Trần Hưng Đạo ghi gần kín những lời bàn tâm huyết, những kế sách hưng quốc hưng binh. Đêm đã khuya, các đĩa đèn đã cạn dầu, những con muỗi, những con thiêu thân ngã vào ngấm dầu trưng phình lên, nay bắt đầu cháy và lép bếp nổ như bỏng rơm. Ngay đầu sảnh, bọn đầu bếp đã dọn sẵn cháo gà. Trước khi về nghỉ, Trần Hưng Đạo cảm kích nói thêm đôi lời. Những điều các ông tỏ bày đều là những việc cấp kỳ, không thể không làm. Có điều các việc đó sẽ đụng chạm đến lợi lộc của một số người quyền cao chức trọng. Quả thật, việc này làm được là muôn khó. Vì rằng từ lâu, người ta đã quen sống với việc chỉ nhận thêm vào hơn là phải xén bớt đi. Dù là quyền hay lợi, cũng thế cả thôi. Một phút đắn đo, gương mặt Hưng Đạo đầy đau khổ như là ông đang vận nội công để nuốt trôi đi cả một túi mật đắng đang chặn cứng nơi yết hầu. Sau giây lát phân tâm, Trần Hưng Đạo lại trở về với bản ngã đoan chính. Bằng một giọng trầm ấm, ông nói thật là khúc chiết, rành rõ. Các việc trên đều phải được thực hiện vì nó là quyết sách sống còn của cả dân tộc và vương triều. Việc đó sẽ bắt đầu từ Thái ấp An Sinh, từ phủ Hưng Đạo. Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.